Phần cuối cùng của cái bài biểu diễn yếu tố cơ bản của không gian trong phương pháp hành chiếu thẳng góc, chúng ta sẽ đề cập đến cái bài toán liên thuộc giữa điểm đường thẳng và mặt phẳng. Đây là một cái bài toán rất quan trọng ở trong hình họa về kỹ thuật, đặc biệt là trong hình họa để giải. Tất cả các bài toán hình họa thì các bạn đều phải nắm được cái bài toán cơ bản này. Thế thì để giải được các bài toán liên thuộc giữa điểm đường thẳng và mặt phẳng thì chúng ta phải nắm được cái mệnh đề liên thuộc. Mệnh đề này nó có hai vế. Vế thứ nhất tức là thể hiện cái liên thuộc giữa điểm và mặt phẳng. Cụ thể như sau: một điểm muốn thuộc mặt phẳng thì khi và chỉ khi điểm đó phải thuộc một đường thẳng mà đường thẳng đó phải thuộc mặt phẳng. Cái này thì mệnh đề này rất là rõ ràng rồi, đúng không ạ? Đây là cái mệnh đề mà chúng ta gần như chúng ta thấy không cần phải chứng minh, nó rất là rõ ràng. Và cái mệnh đề thứ hai đấy là liên thuộc giữa đường thẳng với mặt phẳng. Đường thẳng muốn thuộc mặt phẳng thì khi và chỉ khi là đường thẳng nó phải chứa hai điểm, hai điểm đó lại phải thuộc mặt phẳng. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là hai cái mệnh đề này nó có liên quan đến nhau, nó có quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Cho nên là khi giải các bài toán liên thuộc là các bạn phải bao giờ phải dùng cả hai mệnh đề, kết hợp cả hai mệnh đề để giải, chứ không phải là chúng ta chỉ dùng một mệnh đề. Bây giờ chúng ta thử nghiên cứu một cái ví dụ cơ bản ứng dụng cái mệnh đề liên thuộc này. Ví dụ cho một cái mặt phẳng R, đây là xác định bởi ba điểm ABC và một điểm D thuộc mặt phẳng R đó, nhưng chỉ có biết D2 thôi, hình chiếu bằng D2, yêu cầu là tìm D1. Đây thì chúng ta sẽ không dùng đến hình không gian nữa, cái này hoàn toàn bây giờ chúng ta sẽ làm quen và giải trên đồ thức thôi. Ứng dụng vào cái mệnh đề liên thuộc này để chúng ta suy luận và chúng ta giải, chứ chúng ta không có dùng hình không gian nữa. Hình không gian là chỉ để hỗ trợ trong quá trình chúng ta biểu diễn các yếu tố cơ bản, chúng ta làm quen dần thôi. Và sau này chúng ta tập nhìn đồ thức để chúng ta giải toán. Vậy thì cách làm ở đây để giải cái bài toán liên thuộc này, muốn tìm được D1 đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là theo cái mệnh đề liên thuộc thì điểm D muốn thuộc mặt phẳng R đúng không ạ? Thì điểm D nó phải thuộc một đường K, mà đường K này phải thuộc mặt phẳng R. Đấy là cái mệnh đề thứ nhất cả nó nói ở phần trên. Và tương ứng với thế thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu như muốn đường K thuộc R thì đường K này nó phải chứa K thuộc R, thì K phải chứa hai điểm thuộc R. Đấy, như vậy đây là hai mệnh đề này nó có liên hệ lẫn nhau. Thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là cái đây chúng ta mới có điểm D, còn đường K chúng ta chưa có, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm đồ thức của cái đường K đó. Ở đây có D2 thì bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ vẽ K2 trước. Tại vì đây chúng ta thấy rằng là D đây thuộc K. Như vậy thì chắc chắn rằng D2 là phải thuộc K2. Nên là qua cái điểm D2 này các bạn vạch cho tôi một cái đường K2 bất kỳ. Đấy, vạch K2 bất kỳ. Đấy là bước thứ nhất để dựng K2 bất kỳ đi qua cái hình chiếu bằng D2. Thế và các bạn thấy rằng là gì ạ? Do cái mệnh đề là K thuộc R thì K nó phải chứa hai điểm thuộc R. Thì ở đây đường K này vạch bất kỳ này chưa chắc nó thuộc R, mới có K2 thôi, đúng không ạ? Chúng ta chưa khẳng định được. Tại vì thiếu hình chiếu đường K1. Thì ở đây chúng ta phải tìm K1. Thì K thuộc R thì chúng ta suy luận tức là cái đường K này và các cái cạnh AB, AC và BC này là đồng phẳng. Cho nên K nó sẽ phải cắt vào cạnh AC, ví dụ đây là tại điểm 1. Hình chiếu bằng thì sẽ cắt tại 1, 2. Cắt vào cạnh BC tại điểm 2. Hình chiếu bằng thì chúng ta sẽ gọi là 2, 2. Đấy, K2 cắt B2, C2 tại 2, 2. Như vậy lúc này thì rõ ràng là điểm K, đường thẳng K này nó sẽ có hai điểm là điểm 1 và điểm 2 này thuộc mặt phẳng R. 1 thuộc AC, 2 thuộc BC. Như vậy rõ ràng K có hai điểm 1, 2 thuộc R. Thì K sẽ thuộc R ở trong không gian. Vấn đề bây giờ chúng ta đi tìm nút K1 là xong đâu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là 1, 2 thì thuộc A2, C2. Cho nên là chúng ta suy ra là theo quan hệ liên thuộc giữa điểm thuộc đường thẳng thì 1, 1 sẽ phải thuộc A1, C1. 2, 2 thì thuộc B2, C2. Đúng không? 2, 2 thuộc B2, C2. Thì 2, 1 thấy sẽ phải thuộc
B1, C1. Nối 1, 1 với 2, 1 lại. Đấy, các bạn nối 1, 1 với 2, 1. Thì các bạn sẽ tìm được hình chiếu đứng K1 của đường thẳng K. Như vậy là lúc này chúng ta đã xác định được xong đường thẳng K. Đấy, đồ thức có hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, tức là đường thẳng đấy đã hoàn toàn xác định được. Đấy, chúng ta suy ra được K1 là đi qua 1, 1 và 2, 1. Đấy, thế giờ ta còn cái vấn đề nữa gì ạ? Đường điểm D này mà muốn thuộc R thì D phải thuộc K, đúng không ạ? Chúng ta đã khẳng định từ đầu rồi. Vậy thì ở đây D thuộc K thì D2 thuộc K2, đúng không ạ? Thì D1 phải thuộc thuộc K1. Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là điểm D1 này nó sẽ nằm ở trên hai cái quỹ đạo. Quỹ đạo thứ nhất tức là nó nằm trên đường K1. Quỹ đạo thứ hai tức là nó phải là nằm trên đường gióng vuông góc với cả trục x và đi qua D2. Đấy, thì nối hai đường này lại với nhau thì chúng ta sẽ có được cái D1 cần tìm, là hình chiếu đứng của điểm D. Đây nó là một cái bài toán gắn liên thuộc hết sức cơ bản, đúng không ạ? Các bạn thấy rằng các bạn có thể vạch đường K bất kỳ, K2 bất kỳ. Thì đương nhiên là vạch K2 bất kỳ thì K1 là nó phải dựng, là nó phải đi theo K2, chứ không thể nào chúng ta lại trên kia chúng ta vạch K1 tùy ý được. Đấy, mà muốn tìm K1 các bạn phải tìm qua các cái điểm cắt của K2 với cả A2 C2 và B2 C2. Cái bài toán liên thuộc này là bài toán, nhắc lại, là bài toán cực kỳ quan trọng, vì trong tất cả các bài toán hình họa các bạn đều sẽ phải làm cái dạng bài toán liên thuộc này. Đấy, nên là các bạn cố gắng chúng ta làm, tự làm, vẽ cái hình lại và tự giải cái bài toán liên thuộc này để nắm chắc được cái phần kiến thức này. Ở đây thì ví dụ này chúng ta cho D2 và yêu cầu tìm D1. Nhưng các bạn thì có thể là tự cho D1 trước, sau đó các bạn sẽ gắn liên thuộc để tìm được cái D2. Đấy là cái cách làm, tức là chúng ta cho D1 thì các bạn lại vạch cho tôi một cái K1 bất kỳ. Đấy, xong rồi K1 nó sẽ cắt vào A1 C1 tại điểm 11, cắt vào B1 C1 tại điểm 12 à 21. Đấy, xong các bạn gióng 11 xuống A2 C2 tìm được 12. Gióng 21 xuống B2 C2 tìm được 22. Nối K2 lại, đúng không ạ? Nối 12 22 thì tìm được K2. Và từ D1 này các bạn kẻ đường gióng vuông góc xuống thì nó sẽ cắt vào cái đường K2, ta tìm được điểm D2. Đấy, tức là làm ngược lại, về cơ bản là giống nhau thôi. Đấy, thì cái bài toán liên thuộc này là bản chất là gì? Cho một hình chiếu thì các bạn phải tìm cách gắn liên thuộc để tìm nốt cái hình chiếu còn lại. Bản chất của bài toán là như vậy. Và cái liên thuộc giữa điểm đường thẳng với mặt phẳng này là nó ứng dụng hai cái mệnh đề liên thuộc này. Thì các bạn cứ nhớ cái hai mệnh đề này để chúng ta theo đúng cái trình tự chúng ta làm.